Bây giờ xả trạm ra ngoài không có thu nhưng mà vẫn kẹt. Anh em chia sẻ rộng rãi nha, mình phải nhiệt quyết chống đối, phản đối cái vụ việc này mới được. Thu phí quá cao. Bia đâu bia? Bật này mấy anh cúng gì hả? Cúng chạm thu phí nha. Chạm thu phí nào? Chạm thu phí cay lại. Cúng heo thôi, cúng heo thôi. Thông cảm cho anh nha, đừng phải không mà có tiền chẳng. Thì hiện tại bây giờ ở đây có 8 làn xe. Tôi đang hôm nay tôi mua tiền vé đây rất là nhiều. Mỗi một ngày tôi đều đi ngang đây hết. Từ cái ngày mà mở cái trạm này tôi không được biết thông tin là lãnh đạo của tỉnh Tiền Giang là có phát ngôn rằng là xe phí bảo trì đường bộ của tất cả các xe được đưa về ngân sách tỉnh để bảo trì cái quốc lộ 1. Hôm nay tôi đã nhận được cái phát ngôn đó, cho nên tôi ở đây tôi phải chất vấn là tại sao hôm nay thu tiền của tôi gần 10 chuyến tương đương với 1 triệu đồng rồi, mà trong khi tài xế tụi tôi lái xe một ngày đâu có bao nhiêu tiền đâu mà tụi tôi mất đi 1 triệu đồng như vậy á, anh thấy nó có vô lý không? Sướng quá Vũ ơi, lấy xe chạy qua chạy lại chơi cho vui mà.